Hello mọi người đã trở lại với kênh của mình ha. Hôm nay thì chia sẻ cho mọi người về cái vấn đề là giá thể để mà trồng hoa Tết nha các bạn. Thì cái vụ mà năm rồi thì đa số anh em đều lỗ ha, nói chung cũng buồn bã. Nhưng mà mình cũng phải cố gắng để mình làm cho cái vụ Tết năm tới nha các bạn. Thì có mấy bạn hôm bữa cũng có nhắn tin riêng cho mình ở bên Tele đó. Thì mấy bạn nó hỏi mình là năm nay là bạn tính trồng để mà phục vụ cho cái Tết sắp tới nè, nhưng mà không biết là cái giá thể gì mà để mà trồng hoa Tết, là bạn tính là trồng cái dạng thọ nè, cũng như là cái hoa màu gà với hoa cúc cộng với cái sóng đời luôn. Hiện nay thì ở đây thì mình đang quay cho các bạn là cái đống tro đen nè, đằng xa xa kia thì có sơ dừa với rơm mục nha các bạn ha, cũng như là tro mà đã quay rồi, để mình đi lại mình quay cho các bạn xem cận cảnh ha. Ở sau đó thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người về cái vấn đề là chi tiết là 1.000 chậu luôn thì mình cần khoảng đâu là bao nhiêu bao. Thì ở đây thì mình đổ đóng nha các bạn ha. Thì bây giờ thì mình nói luôn nè. Thì đối với mà cái 1.000 chậu á C11 nha các bạn ha. Thì các bạn tổng cộng của nó là khoảng đâu là 100 bao. Bây giờ là tỷ lệ là 30% nha các bạn ha. Ví dụ như là bạn chọn là cái giá thể là chỉ có 3 cái giá thể thôi. Một á, là cái tro đen nè, hai á, là cái sơ dừa và ba á, là cái rơm mục, thì mọi người lấy cho mình là 30% ha. Có thể là cái tro đen với cái rơm mục thì nó nhiều hơn cũng vẫn được nha các bạn ha. Tại vì có một số bạn mà trồng bông dạng thọ mà ở cái khu vực mà miền Bắc á, mà sử dụng cái sơ dừa nhiều quá thì cây của mình thì nó cũng chậm phát triển ha. Còn ở trong khu vực miền Nam là phát triển bình thường nha các bạn ha, tại vì nắng nó tốt. Ở đây thì mình đã có là cái giá thể là sơ dừa nè, tro đen nè, cũng như là cái rơm mục nha các bạn. Đây đổ cả đống nè, nằm lớp lớp luôn nè, là cũng đã trộn rồi nha các bạn ha. Thì mỗi ngày như vậy thì các bạn là nên xịt nước cho nó nha. Cái này là cái rơm mục nha các bạn, đằng xa xa đây thì là cái sơ dừa nha. Hiện tại là sơ dừa mà bao mà 30-40 kg các bạn là 15.000 một bao ha, mình mua với số lượng sỉ nha mới được cái giá đó nha các bạn. Còn nếu như là các bạn mà mua lẻ bây giờ cũng mấy chục ngàn rồi. Còn rơm mục thì cũng vậy ha. Nói chung là anh em nào mà cần mua cái rơm mục này nè, cũng như là cái tro đen á, thì mình sẽ để số điện thoại anh Nhã ha. Anh này anh chuyên cung cấp về giá thể đó, trộn sẵn luôn nha các bạn. Các bạn chỉ việc là bạn mua về và các bạn sử dụng thôi. Bên đây thì đang trồng cải nha các bạn ha. Tại vì xong vụ Tết thì đất trống thì trồng đồ. Bữa giờ thì mình cũng chia sẻ cho các bạn một số mô hình trồng đồ bên kênh Vườn Nhà Tôi Vlog á. Thì các bạn nào quan tâm thì qua bên đó xem ha. Nè, ở đây có vòi nước nè các bạn, tưới là mỗi ngày ha. Để cho nó quay mục nha các bạn ha. Nói chung là rơm với ba cái giá thể của mình mà nó càng quay các bạn thì mình trồng thì nó phát triển nó mới tốt nha các bạn ha. Chứ mà mình không xử lý sau này nó dở lắm. Đó thì anh em nào mà trồng cái số lượng nhiều thì anh em cứ nhân lên ha. Hồi nãy mình nói 1.000 chậu thì các bạn chỉ việc là chuẩn bị là 100 bao thôi. Và ở đây thì mình lưu ý thêm cho các bạn về cái vấn đề là Trichoderma với cái lân nè. Thì anh em nào mà xài lân á thì anh em sẽ không có xài Trichoderma ha. Còn nếu như là xài Trichoderma thì sẽ không có xài lân. Tại vì hai cái đó mà trộn lại với nhau các bạn là cái giá thể của mình á, nó không có tác dụng vậy đó. Tại vì cái Trichoderma mà nó đụng vô cái lân là nó không có phân hủy được, kiểu như vậy. Mà các bạn mà muốn sử dụng hai cái đó luôn á thì trước tiên á là mình sử dụng cái lân á để mình trộn chung cái giá thể mà ba cái thứ mà nãy mình chia sẻ cho mọi người đó. Thì các bạn trộn lại vẫn là được, nhưng mà trong cái thời gian mà khoảng đâu là 10 ngày đi thì các bạn có thể là bạn tưới cái thằng Trichoderma thì được nha. Chứ mà mình không có trộn chung một lượt được, trộn chung là cái thằng dâu với thằng Trichoderma nó không có tác dụng. Đó thì đó là kinh nghiệm của riêng mình thôi, còn cảm nhận của các bạn thì sao thì mình không biết. Ở đây thì mình làm video thì có sao mình chia sẻ như vậy. Bây giờ thì thời điểm này thì anh em cũng nên là chuẩn bị cái giá thể lần lần là được rồi. Tại vì bắt đầu là tháng 6 âm lịch là mình bắt đầu là mình trồng cái sóng đời Tết rồi. Với lại mà ba cái hoa cúc á, thì mình cũng trồng sớm nha các bạn ha. Cúc mâm xôi rồi cúc vàng hè, cúc Hà Lan này nọ đó thì mình trồng sớm. Có cái màu gà thì tới 22 tháng 9 âm lịch á, thì mình mới trồng cái màu gà, mình mới ươm hạt giống. Còn dạng thọ thì có thể bạn nào mà đi hai cơi thì khoảng đâu là 19 tháng 10. Còn đi ba cơi thì khoảng đâu là mùng 10 tháng 10. Còn đi một cơi sẽ là 25 tháng 10 ha, hoặc là đầu tháng 11 đi cũng được. Rồi thì mình cũng xin chào nha.